là trời đang thiếu kim cương đúng không? Khỏi phải lo chi vì đã có shop bftv.com. Cầm 20.000 đi chơi với bộ còn sợ bộ chửi bộ chơi chứ cầm bộ shop mình quay tay là bao phê hơn bộ chứ hả? Với tỷ lệ nổ hũ kim cương cực cao cùng với nhiều phần quà đua top nạp thẻ và ưu đãi hấp dẫn lên đến 75.000 kim cương đó nha. Link shop mình luôn để trong phần mô tả cho quý vị nhé. Quay. Quay gì? À, cái mũ hai của bé. À, này mũ hai nè. Cho thêm cái giáp hai nè. Coi. Ồ, thấy chưa? Thiếu. Game. Thiếu cái gì nữa? Thiếu anh. Ồ, đâu? Nói nghe coi. Nghe. Bộ hồi xưa quen người yêu cũ hay là quen tôi cái nào vui hơn? Tự nhiên hỏi câu xàm đế vô ba. Ừ. Nói câu tôi nhớ hồi xưa. Tôi nhớ hồi xưa có người tôi khóc nhiều lắm á. Khóc nhiều lâu, hồi nào? À. Nhớ hồi xưa cái thời mà còn chú Di Châu. Mỗi lần đi quay video người ta kiểu hả, tôi không có khóc cái giọng khóc mà ổ về nhà ông nhà luôn. À, ơi. người ta khóc theo kiểu khác như là cái đó có mình ông đó. Độc quyền luôn, ai cũng biết luôn á. Khỏi lo ăn cắp bản quyền. Khóc mà chảy nước mắt, nước mũi nó thò lò. Ông thấy luôn á, ông núp gầm giường nhà tôi vậy. Alo. Không, mà nghe tiếng nước mắt rơi. Trời má ơi, nghe tiếng nước mắt rơi mà hình thành được biết nước mắt, nước mũi thò lò luôn ghê vậy. Như người ta bị khóc như vậy tới mấy tháng luôn á. Lộn, mấy ngày chứ, lộn. Gì mấy tháng luôn là trời đất ơi. Chắc hồi xưa yêu người cũ nhiều lắm ha. Ủa, chị cũng xưa hỏi chi, đậu sách. Hỏi cho biết thôi, hồi xưa nhớ em cũng hay nhắc mà. Em nhắc hồi nào, em hay nhắc hồi nào, ơ. Trời. Nói ra hồi xưa em không có nhẹ nhắc luôn anh, hồi xưa tính ra mình là chú cháu bình thường, em nhắc chị người cũ của em với anh chị, alo. Cớ mà người ta lăn xê ghê lắm. Lăn xê nào, hả, anh nghe idol mà, hả. Ôi, vui nhắm nhà, được con Di ngủ nè, được canh Di ngủ nè. Ôi, đi ông nè. Ơi, ông xem video TikTok của tôi hồi xưa chứ gì, ôi giời ơi. Vui lắm mà, trời đất ơi, hồ ma người ta các thứ luôn. Ủa, thì đúng rồi, hồi xưa ai có nghĩa không có vui như vậy, đúng không? Đúng rồi, rồi nhà xưa làm gì không có nghĩa cũ vậy luôn. Ngày xưa chui có mà chui đâu có được như người ta đâu. Gì kỳ vậy? Trời ơi, tôi nào ngủ thì khúc mấy cái rẹt đi ngủ nó không có hao pin, nó không bị chai pin, nó không có bị vô sóng não đồ wifi. Ủa thì tôi đi ngủ tôi cũng tắt chứ bộ. Ghê rồi, tôi con ngủ đồ, coi người ta ngái khò khò đồ rồi, lao kì... Ghê rồi. Ôi, lúc trẻ trâu thì nhắc chi chửi. Trời ơi, tôi nhắc người cứu. Nhắc một ít thì vô, nhắc nhiều chút cũng vô chút nào nha. Alo. Dầu nói coi hồi xưa sao khóc dạ, hồi xưa gần chú cha cháu á. Mà nói thiệt chứ ai mà chia tay xong không vậy ông ơi. Alo. Dạ hả? Con gái nó vậy á. Mới chia tay mà lúc đó là đúng rồi, lúc đó mới chia tay mà. Không, ủa không, hình như là lúc đó chia tay cũng cỡ một tuần thì vậy. Một tuần hả? Trời ơi. Lúc đó kiểu đang sầu á. Đang sầu. Đâu, đang hỏi sầu vậy, hỏi ông chứ ông có bao giờ ông yêu hết mình một người chưa? Yêu vừa vừa thôi, yêu hết mình là thua đó. Thì đúng rồi đó, thì đó, yêu hết mình là thua đó. Đó, nó đó, nó đó. Câu trả lời tại sao tôi khóc là gì đó. Muốn yêu thì phải yêu cả trái tim nghe, chứ không có yêu hết mình bạn ơi. Ủa, hết mình là bao gồm cả trái tim đó ông nội. Không, hết mình là khác, còn hết, còn yêu cả trái tim là khác. Hết mình thôi, còn bên trong thì đâu biết được. Là sao? Nó khác như chỗ nào, nó y chang nhau mà. Cả trái tim vui vẻ với nó giống như là yêu em phân nửa, còn phân nửa trái tim kia nó yêu người khác. Là sao? Gì hả? Họ nói nghe giống người của em. Gì ghê à? Thì đúng mà. Đúng à. Nói chung mà. Đặt tâm sự nghe chơi coi. Không có gì tốt đẹp đâu, tâm sự chi, alo. Hey. Thôi, hey. Nghe thôi. Đi. Thà làm gì tốt đẹp luôn á. Không, nó nghe tôi để là, biết cái nào. Tôi không biết là người yêu cũ bà như thế nào. Nhưng mà người yêu cũ tôi thề luôn, thôi không được kêu tốt, đừng nhắc tới. Đau đầu, đau não. Không, nói đi, có gì. Kiểu như là nào? Một tình yêu trẻ con, hiểu không?
Anh tính ra tôi trẻ con mà bạn ơi, tôi không, trẻ con lắm. Sao lại trẻ con? Đó là anh trẻ con kia bên em thôi. Còn người hay cái kiểu người ta hay cái trẻ con mọi cái cách suy nghĩ, mọi lời nói. Nói chung là trẻ con dữ lắm. Nói chung là yêu không có yêu bao nhiêu mà nói chung là buồn thì nhiều. Ghê à? Ừ. Bảo mẹ. Tôi trẻ con, tôi con nít nè. Nga, nga. Nít quỷ á. Nít quỷ á, nít nào như ông. Nít nào như ông vậy? Ghê vậy, chê rồi hơn nít quỷ rồi. Ừ, nít quỷ á. Nó ra nếu như mà ông nít theo kiểu kia làm gì quen ông, alo. Ghê, hồi xưa mình ngầu bao nhiêu, bây giờ mình bị người ta ăn hiếp bấy nhiêu mà con. Dạ muốn làm sao? Nói thận cái gì? Nhớ hồi xưa cái thời mà mình còn cầm kiếm định giang sơn đồ á, chú cháu nó lên người ta nói liền mình ban the rap lại liền. Ý là giờ hỏi giờ là đúng không? Giờ mà ban the rap cái là mỏ lệch hàm lệch liền ấy. Không lý là hỏi là bây giờ hối hận rồi đúng không? Hối hận cái gì? Tùm lum. Hối hận cái quen tôi đúng không? Có đâu. Tự nhiên hỏi người cũ nó chạy. Ừ, chỉ hối tiếc chứ. Thôi, không có hối hận. Gì hả? Hối tiếc là xưa không quen em sớm hơn. Gì hả? Ừ. Chắc hơn. Không, mà nói chung là cũng nhờ người yêu cũ mà mình biết cảm giác cắm sừng như thế nào á mọi người. Cái cuộc đời tôi là kiểu mười mấy năm trời, kiểu thấy mấy đứa bạn á bị cắm sừng cái tôi gì nè, không biết ai cái nết như tôi không ăn. Khuyên người ta ghê lắm, tôi kiểu nè, trời ơi cái thằng nó có mẹ gì tốt đẹp mà tự nhiên mất mứa gì khúc, hôm nay quá ghét. Tới lượt tôi kiểu, nó cắm sừng đâu vậy, tôi tốt mà, nó lại cắm sừng đâu vậy, mẹ nó sầu. Hơn là những cái đứa bạn đó lúc trước đó, lúc còn quen kiểu nói chuyện quen biết thôi chứ không cuộc chuyện là thân ấy. Chứ không bây giờ mình gặp lại nó chứ có nó cười vô mặt mình. Nó biết kiểu, ê Lưu ơi hồi xưa ghê lắm mà, trời ơi bây giờ mẹ... khóc trời ơi. Ôi đúng rồi, trẻ trâu rồi tính. Thì yêu, còn thì lúc đó là không clip. Yêu, alo. Người ta vừa nói chuyện vừa khóc. Hồi nào? Ghê thiệt sợ. Ủa thì mình thôi là mày... con người, mình cũng biết buồn chứ bộ. Mình cũng biết buồn chứ bộ. Ơ, trời ơi. Biết buồn, tự nhiên cái... trước mặt đó. Không biết sao nhưng mà em ghét cảm giác bị phản bội ghê lắm. Ngay cả hồi xưa mà em bị cấm sừng mà em còn chấp nhận cho người ta quen tiếp với em là kiểu má đỉnh cao của cái sự gọi là không tôn trọng bản thân mình luôn á, thật sự. Kèo. Thiệt má. Kèo sự ngu ngốc. Không ngu thiệt, chấp nhận mình ngu thật. Chiêu chiêu, người ta khùng, người ta biết giăng mồm trả chiếu nghe. Còn không, ngu đó là chịu mù rồi, quán đó, em sao mù giờ quán. Nói vậy chịu, em biết sao giờ, mù quán quá anh chị thôi. Cái này mà là đến ngu cuối cùng chịu mà, rồi. Đến cuối cùng mà người ta vẫn không có hiểu được cái tấm lòng của mình. Người ta vẫn thối nào tật đó. Kiểu khi mà tha thứ quá nhiều rồi người ta nghĩ giờ con bé này thiếu tao chắc chắn nó chả sống được đâu. Giờ tao cứ làm cái chuyện sai trái xin lỗi nó cái nhẹ nó cũng cho qua rồi giờ ơi. Mà nó nhỏ nghe chứ dạo này còn IP nhắn tin đồ không? Không anh. Có không? Bữa vậy nào à? Qua coi miếng mới được chứ. Coi thì anh cứ coi. Có gì vậy đâu. Vậy dạ, nó giỡn thôi chứ. Sao đâu không làm được người yêu có thể làm bạn được mà. Vấn đề là người ta không muốn làm bạn đâu anh. Nha, mình cũng là có đưa ra yêu cầu bây mà. Giờ thôi không làm người yêu được thì thôi mình làm chị em cũng được có gì đâu. Mà người ta có câu là thôi người ta không muốn thì thôi thì mà thôi. Thiệt luôn á, nó hẳn là gì nè, nết của em á, nếu như mà chia tay rồi á đối với em là không khỏi gọi là người yêu cũ, là gọi một người xa lạ luôn á. Nhưng mà tới lúc mà khi gặp anh á bắt đầu kiểu học theo cái nết theo của ông chú kiểu sao ta kiểu hiền vậy đó, chưa thấy người ta còn nhắn tin qua lại người yêu cũ á, chưa người ta nhắn tin qua lại người yêu cũ á, cái tôi cũng học theo cái nết kiểu như vậy á, nó còn duy trì tin nhắn ấy, nó cũng muốn chặn được đâu à. Rồi, nết tôi ngộ lắm, cái nết tính chất cái đẹp đúng không? Không phải là trẻ trâu đâu má, mà cái kiểu như là đi kiểu giống như đi ra đường mà đừng gọi tao là người yêu cũ mày. Kiểu vậy đó, đừng bây giờ cho đừng gọi tao là người cũ mày, kiểu giống vậy. Cái mặt của người địch đại ca ơi. Thấy rồi. Đại ca nhập tâm quá trời à. Nãy giờ chú chưa nghe, ấy dạ. Cái chừng nó lụm đại ca luôn đó. Nó xách xe nó chạy gì kia. Ui,
Ê, sao chạy nó chạy bốn bộ trời ơi ông nội chạy bốn bộ kìa nóc một đi anh ơi anh ơi ủa hai tên khác nhau hả đúng rồi đục keo cho anh đi anh ơi nó đục keo phía trên nóc ở trên rồi mới giờ anh ơi đục ở trên không đục mà anh là đục ở dưới vậy đây ôi nóc rồi còn cần nô hả ủa kêu cái cây nóc rồi hả kêu cái cây nóc rồi còn cây xanh anh kêu kê đến công ở dưới nóc chưa em hết đạn rồi đi rồi trời ơi trời ơi móng tay ấy dài quá bán không được cứ khừng khừng đúng rồi móng tay dài để dễ móc cước mũi đúng không du viên du viên có bán con nào du viên cô đó sao xưa tôi quen không được nha ai biết đâu hồi xưa tôi cua mình ghê lắm rồi cơ em cua anh hồi nào người ta yêu 3.000 còn tôi yêu anh 2.000 được alo ghê alo ghê alo ghê ghê chị alo cắt khúc này nha anh editor cắt khúc này gì gì vậy không có thằng em không có thằng ấn anh đâu ủa có người hả họ anh cứ bán đi em đút đồ cho cảm ơn mọi người đã xem video của mình đừng quên cho mình một like một share video và ấn nút đăng ký kênh nhé bật ngay cái chuông bên cạnh lên để mỗi lần mình đăng video các bạn đều nhận được thông báo nha chúc mọi người một ngày tốt lành.